Chào mừng anh em đã trở lại với Phương Thành Review. Sau đây sẽ tiếp tục series tin tức PC, gaming và công nghệ tập 3. Cùng điểm qua những điểm nóng ngày hôm nay. Let Me Wukong tung thêm trailer 700.000 lượt xem chỉ trong 48 tiếng. Cyberpunk 2077 tiết lộ nhiều thông tin về DLC Phantom Library thông qua sự kiện Gamescom 2023. Kỹ sư AI của Intel tiết lộ nhiều tính năng về trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Đừng quên còn có chuyên mục cấu hình phải thử, nơi mà chúng mình sẽ đề xuất cho anh em những bộ PC hợp lý nhất về giá tiền và hiệu năng cho bạn nào vẫn còn chưa biết cần build cấu hình ra sao để phù hợp nhất cho bản thân. Nếu bạn là một tín đồ của Let's Meet Wukong hay chỉ đơn giản là người yêu thích và thường xuyên tìm hiểu về game thì chắc chắn đã từng nghe đến sự kiện rầm rộ gần đây về đêm khai mạc Open Daylight của Gamescom 2023, nơi đưa bạn đến cái nhìn hoàn toàn mới, đột phá hơn bao giờ hết về tựa game này. Đoạn trailer hoành tráng được tung ra nhanh chóng thu hút hơn 700.000 lượt xem chỉ trong 48 tiếng, từ đó hé lộ sự cải tiến vượt bậc về hình ảnh và đồ họa trong thời gian sắp tới bằng những cảnh quay kịch tính, kích thích thị giác. Đặc biệt hơn, không thể bỏ qua những cảnh quay cận cực kỳ đã mắt với những hiệu ứng kỹ năng bùng nổ trong các trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và những siêu boss khổng lồ. Như đó thôi đã khiến con dân soi sụp rồi. Ấy thế, chứ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đời người nói rồi, 30 chưa phải là Tết. Thứ khiến anh em phải tò mò bứt rứt chờ đợi tựa game này ra mắt đó chính là phân cảnh về một nhân vật bí ẩn không đầu, ngồi kể đàn kể chuyện, quá là kích thích mà cũng hơi đáng sợ đấy. Tuy nhiên, đoạn trailer không nhắc đến ngày phát hành chính thức. Vì thế, những người hâm mộ như chúng ta chỉ biết ngồi ôm cây đợi thỏ bằng cách thêm trang Steam của Let's Meet Wukong vào mục yêu thích để nhận thông báo sớm nhất. Ngoài ra, thông qua sự kiện Gamescom 2023, CD Projekt Red đã mở ra một quang cảnh mới cho người hâm mộ có thể mong đợi ở Cyberpunk 2077 Phantom Liberty bằng một video trailer chỉ dài 3 phút mô tả chi tiết phong cách chơi mới lạ trong bản mở rộng sắp tới mà nhà phát hành sẽ cho ra mắt dự kiến các game thủ. Nổi bật nhất phải kể đến một trong số đó là hệ thống phương tiện chiến đấu hoàn chỉnh cho phép người chơi sử dụng cả vũ khí cận chiến lẫn tầm xa khi lái xe một cách linh hoạt và thuận lợi hơn rất nhiều. Và mặc dù CD Projekt Red đã xác nhận rằng sự bổ sung này chỉ như một phần trong tính năng tổng quan của Cyberpunk 2077, nhưng video Gamescom 2023 đã tiết lộ một số cơ chế chiến đấu trên xe hoàn toàn mới chưa từng thấy trước đây, bao gồm khả năng tham chiến bằng cách nhảy khỏi mô tô một cách cool ngầu đậm chất hành động. Sự kiện Gamescom 2023 đã đem lại những làn gió mới cho ngành công nghiệp tỷ đô này. Nhưng nếu các bạn thắc mắc làm sao những tựa game mới nhất để chơi một cách mượt mà ở thời điểm hiện tại và tương lai, thì chúng mình ở đây đem đến cho các bạn một chuyên mục cấu hình phải thử. Và cấu hình hôm nay chúng mình sẽ đề xuất cho các bạn bộ PC được trang bị chip i5-12400F đi kèm VGA RTX 3050, cùng với đó là 16GB. Với bộ PC này sẽ đáp ứng cho các bạn hầu hết nhu cầu như học tập, làm việc và chơi game triple A một cách mượt mà và ổn định nhất. Bây giờ hãy đến với phần tiếp theo nào. AI hiện tại đang là xu thế của ngành công nghệ điện tử, Intel cũng không nằm ngoại lệ. Mới đây, theo chia sẻ mới nhất được cập nhật trên trang Twitter, kỹ sư AI cấp cao của Intel Eduardo Alvarez chia sẻ quan điểm của mình về trí tuệ nhân tạo, trách nhiệm, những tác động về đạo đức và quyền con người của trí tuệ nhân tạo cũng như cách nó có thể đóng góp. We're not doing things like introducing bias into our models, that we are championing things like data privacy, transparency and inclusivity in our solution. Và đó là tất cả thông tin chúng mình đem đến cho các bạn tuần này. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh và ấn nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ sót bất kỳ video nào của chúng mình. Và các bạn còn thắc mắc, hãy comment dưới phần mô tả. Còn mình là Nguyên BTC, người tiếp bước đam mê. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.